Đây là các kỹ thuật đang test máy. Có cây em, có cây em đưa qua chạy luôn. Đấy. Máy trà nhám này, các kỹ thuật đang test máy cây tròn đây, trà cây tròn đó. Hàng xuất khẩu này đấy. Rồi khởi động máy nào. Đấy, anh em bên hàng xuất khẩu biết tròn là đưa vào chơi thôi. Hoạt động ok.